giờ này 2m6 cái gì quá nhanh luôn, hai con nó dí nhanh gấp kỳ. Đây, siêu nhân gao. Siêu nhân gao mang bánh lòng nha anh em. Đồng này, đây là đồng Hiệp Sương Phú Tân An Giang. Đang chạy cái ô này khá là lớn á. Lớn cho nên phải chia ra chạy. Con này đang chạy chung với con máy xích nè. Máy xích đầu máy xuôi đó, hay kêu là máy cài bánh xích á. Cái này chắc ăn là 5018 rồi. Chứ ở đây thì không có 4018 đâu. Mang bánh lòng. Bánh này tới tầm cỡ 1m2 gì đó. Rồi Kubota NL5018 sử dụng động cơ Kubota V2403 bít tông 87 2.4 lít, hành trình là 102.4, công suất là 48 HP, công suất tổng là 50, đồng tốc 8 tiếng 8 lùi, nặng 1 tấn 90, cũng coi như 1 tấn rưỡi rồi đó. Nhìn hết thấy cái vàng áo luôn, là bùng quá bùng, chạy bánh lòng mà mang vàng nước nha anh em. Giờ này chắc 1m8, 2m gì đó. Đó, cái ô hải hùng luôn, chạy chung với con rùa, rùa đầu xuôi. Ngon. Vậy là chiếc này hồi đó mình có quay rồi, quay 3 chiếc, 2 chiếc 5018, chiếc 4508 là 3 chiếc mà quay chuẩn bị thả lũ, quay dưới chuột bắt đó. Ù, dàn nước nó chạy đất nhìn đã anh em. Bây giờ cái dàn nước này thì thịnh lắm. Hồi đó nhập về người ta không thèm ngó luôn mà. Bây giờ xài nhiều, đồng nào cũng có, đồng nào ít gì cũng phải có 1 con, gì cũng phải có 1 vàng. 2403 không tục bô. Bên kia, cây bên kia là mới mua đó. Ô này quá lớn rồi cha ơi. Ô này chở L. Ô lớn bên đây thì con rùa chạy. Giờ này 2m8 á. Có 2m6, 2m8 á. Gần xong rồi. Trời, cái kính chiếu hậu nó lắc kìa. 5018 này mà được 5018 đấu tục bô nữa rồi chạy thứ gì chịu nổi. Như con bên An Bình A, An Bình B, Hồng Ngự bên đó. Đấu tục bô mang dàn nước. Xuống đây, xuống đất ướt này toàn là bắn không. Còn bên kia thì bánh hơi, bánh bơ. Để chạy dàn nước mà mang bánh lòng nữa, thứ gì chịu nổi, đất nhìn đã luôn. Bánh này chân mét mốt. Đắt quá không hả châu? Nguyên đắt được quá không hả? Lớn dữ chợ. Nhiêu công dữ hả? 2 chiếc chia ra chạy. Ăn lờ. Con nói chuyện 2 chiếc nó chia ra nó chạy miếng đắt này của ông. Bên đây thì còn người Hiệp Sương không chú? Rồi qua chiến tiếp với con rùa luôn. Này chạc phải có 3 cây á.
một miếng đất ba cây máy chạy, hai cây 5018 cây rùa. Đường về mấy ông chạc mời lắm, vô chạc nó khỏe. Dạ. Qua hai chiếc chạy ăn lửa rồi thấy rồi nó nhanh rồi đó ha. Đồng này cũng nhớ như hai vụ mà phải không? Ba vụ luôn hả? Ba vụ luôn. Ba vụ 8 năm gì mà 8 vụ 3 năm hay là ba vụ luôn à? Ba vụ 2 năm 8 à. Đâu có 2 năm 8 vụ dạ. 2 năm 8 vụ à. Đâu, 3 năm. Ừ, 3 năm 8. 3 năm 3 năm 8 vụ. Lộn dạ dạ dạ. Mà bây giờ chế lại là 2 năm à. 2 năm như là còn 5 vụ. Vụ cuối là xả. Ừ. Mới xả mùa rầu nè. Dạ. Ăn 3 năm hoài nó cũng đuối đất. Dạ tất tấm lương này giờ đất này cũng rộng. Dạ. Ông này có dạng đất tấm lương này với dạng đất này nó rộng hơn. Ông với này ông dài phải không? Ừ, dài, dạ. Dài. Từ hàng mới vô này. Không, nếu mà căng ra của chú cũng cỡ miếng của ổng á. Ổng chắc cũng có hai mấy hả? Không có nhiều, 30 lần. Ồ, tuốt dưới kia luôn rồi phải không? Tuốt dưới cái hàng cây dưới mà hả? Đúng ra ngoài hàng ấy luôn. Ra tới ngoài đường ấy hả? Tới ngoài đường luôn. Dữ. Tấm lưng nè. Còn có tui vẹo nó nữa. Dạ. Cặp bên đường cổ đó ha. Đây nè, đây nè. À, gì cái cây ngay đó đâm xuống đó. Đang bằng. Phải rồi, dạ, dạ. Đất này chú làm nhà hết đó con mướn không chú? Nhà. Xuống bên kia còn con rùa nữa kìa, bên kia rùa có ủi. Năm cơ 18 cho nó chạy coi cúc rồi. Giờ này 2m6 cái gì. Luồng này còn nó dí nhanh gấp kỳ.
quá nhanh rồi, rồi đó, quá nhanh rồi. Chiếc bên đó hình như là đi dàn dàn xe thường hả chú? Ờ, dàn xe thường. Cái này mấy ống chạy công nha chú. Hả? Chạy công nhiêu? Công hình như 103. Là hai đát á. Dạ, là không có chạc nữa. Ừ, không có chạc. Chạc cái dưới đường nước là mấy ông kia lãnh riêng. Về tắt đầu là mấy ổng xới nước dịch hả? Hả? À, tắt đầu là xới nước dịch hả? Đầu là xới đầu dạ. Xới nay 3 bữa rồi.